Sẵn mình tặng cái bài này cho bác Châu Lan nha. Xuân Hạ Tác Cuồng Thư, đọc tới đọc lui bữa nay đọc chắc cũng 5 lần cái bài này. Xuân Hạ Tác Cuồng Thư. Sĩ Điền Tịnh tiểu nhân lấn lướt, thời vận hèn dũng nhược thắng can, cầu cho bốn biển bình an, chúc câu lai thới sớm làng vĩnh yên, sớm làng vĩnh miên. Xưng danh hiệu nửa tiên nửa tục, đứng trung thần gạn đục tầm trong, dình câu thủ cụ gia phong, gom nhành lá rụng vung trồng giống xưa. Tơ lòng nhiều đoạn đẩy đưa, mong ơn Phật Thánh phước thừa cho dân, chúng lấy thuyết vô thần bài bác. À, thuyết vô thần á, tại bác Mao hồi xưa đọc lộn cuốn kinh của các Mác, hay là cái thế giới này nó hôm nay nó như vậy nè. Chúng lấy thuyết vô thần bài bác, quyết một ngày thông đạt địa thiên, chúng sanh nghe thửa lời nguyền, cùng nhau thảo thuận danh hiền mới thơm, dốc chờ ngày sen đơm nhị trổ, khỏi bùng lầy tông tổ hiển vang, bá nha hiệp mặt tao đàn, tử kỳ trỗi vọng trỗi giọng. Thế đọc vọng cái mất công bác Châu Lan là cũng bắt bẻ nữa, phải nói giọng tử kỳ trỗi giọng, khả hoàng bốn phương, lòng chảnh cảm quê hương nghèo ngặt, các nước ngoài bán mắt hàng lên, ơn cha nghĩa mẹ phải đền, một ngày hiệp mặt lập nền từ từ bi, những mơ ước hồi quy thượng cổ, thì hết câu ái ố dèm pha, phương Nam rạng ngọc chói lòa, lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng trung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu, thế gian thoát chốn ngục tù, thần tiên hiệp mặt thì cù quá long, mắt nhìn thấy thần thông biến quá, Đức Di Đà hiện chói hào quang, Việt Nam là chốn hồng bàng, không còn hung bạo lăng loàn như nay, dòm khắp chốn rồng mây chơi giỡn, dân hai lòng hết bỡn khùng điên, thiên cơ biến ảo diệu huyền, hiệp chung tam cội dưới miền trần ai, bút nghiêng hạ viết bài an lạc, dẫu cho người dốt nát cũng nghe, kìa kìa con cuốc gọi hè, chẳng lo gieo giống đậu mè bắp khoai, thi tả cảnh bồng lai tại thế, mãi chần chờ e trễ kỳ thi, muôn năm trời định khắc kỳ, ngạc ông thất thủ hạ bì khó toan, ta điên thuở tam hoàng thượng cổ, khùng thế thời khùng lộ ngoài da, ghét dòng con nịnh độc xà, kinh khi trung nghĩa hải hà lòng nhân, đường gai góc thiên sơn vạn hải, dẹp cho rồi tướng bái đàn đăng, tử nha như thể cát đằng, tùng quân dựa bóng vui bằng hưng châu, các nơi tiên trưởng đâu đâu, lư bồng hội hiệp đồng chầu thánh vương, trụ kia bạo ác phải nhường, võ dương hữu phước đường đường trị dân, thì rõ việc phong thần trở lại, thuyền đông pha lèo lái cánh trương, con lành mau lại Phật đường, cùng thầy cộng hưởng một vườn từ bi, chớ nóng nảy sân si hư việc, bớt nóng nghe bác Châu Lan, phải để thời vua kiệt hồi quý. Cái này con bài úp nghe bác Lan, phải con nói con đâu à. Xử phân những đứa vô nghì,
Đuối vô nghì chứ không phải bác đâu. Đuối vô nghì là mấy sân trước sân sau á. Mới là khỏa lấp vết tì ngọc son, khuyên ráng giữ cho tròn đời đạo, đừng lo lòi cày cáo lung lăng, yêu tinh trực nuốt đường tăng, mà nhờ đại thánh phi đằng cứu nguy, lối âm tự đường đi chưa đến, nên giữa chừng kẻ mến người khinh. Thôi thôi ta để mặc tình, dầu ai chê nhạo phận mình con. Nam Mô A Di Đà Phật. Hòa hảo tháng 4 năm Canh Thìn năm 1940, Đức Quỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo. Trong này sư phụ nói một câu nè, lối âm tự đường đi chưa tới, nghĩa là từ đây Việt Nam á, mà ngày thứ thầy xuất hiện gặp lập hội Long Hoa chưa tới, cho nên nên giữa đường kẻ mến người khinh, thì người ngồi đây là mến, cũng có người khinh, y chang luôn á. Bác này từ Mỹ Tho qua chắc bác mến con á. Xưa giờ bác đọc kinh điển của Đức Thầy nhiều không? Có hiểu không? Có đọc kinh điển Đức Thầy không? Người nào đọc kinh điển Đức Thầy nhiều mới biết con. Hồi xưa ở ngoài miền Trung với Hà Nội người ta không có biết nha. Cái 3 năm nay là bắt đầu ngoài đó người ta biết nhiều lắm á. Có nhiều người người ta đánh comment, người ta nói nhờ cảm ơn Kiệt mới biết được Đức Thầy, rồi biết có một vị Phật tái sanh nhiều lần để mà lo cho nước Việt á, lo cho cái ngày khi mà hậu cộng sản á. Mình nói gì cho dễ hiểu thì mình nói Long Hoa ở ngoài Bắc là không có hiểu. Tao không hiểu Long Hoa là gì chứ. Là họ có nghĩ là mua trái đào long á với mấy cái hoa thôi phải không? Họ nghĩ như vậy đó. Thì mình nói là không phải, ngày đó là ngày trưng dụng anh tài. Mình phải nói tiếng Việt Nam, tiếng quê vậy đó, bởi vì nghe anh nói như đàn không dây vậy. Nghe anh nói chuyện giản đơn á mà như tiếng nhạc đàn không dây vậy đó, ở chăng. Đàn đông rồi lại đàn tây. Đứa nào ngồi gần để microphone cho bác này, đứa nào ngồi ở đây nè. Phải thì nó có một cái riêng biệt, kinh nó cũng vậy. Còn mình ví dụ như phái nào thì bác cũng đọc, nên mình phải tu tập. Mô gì đó. Đạo Thiên Tâm đâu có ngại phái nào môn nào, đạo nào cũng là do cha lập ra hết. Con đi mấy vị nói tái sanh gần 90.000 năm nay cõi này, ở những hành tinh khác cũng có, lập đạo bên Ấn Độ cũng có. Ngày xưa người Tây Tạng người ta cũng không có biết đạo Phật, người ta thờ thần lửa không. Thì lúc thời đó đó, bề trên mới cho con đầu thai làm vua nước Tây Tạng. Rồi khi làm vua nước Tây Tạng thì con mới nằm mơ, thì lúc đó mẹ rồi nè, cũng như kiểu như vậy nè, rồi tiếp xúc bề trên, thì lúc đó mới mang kinh điển của Phật giáo vô Tây Tạng. Thì hôm nay tại sao giao duyên với những thầy Tây Tạng nhiều là vậy, là cũng có duyên từ thời đó. Rồi đi qua bên Trung Đông, chùm khăn cởi ngựa chạy vòng vòng. Rồi cái có một lần mấy vị nói sao, giờ mình có Thiên Long Sơn ở Cali. Thời có một cái kiếp, lúc đó làm ông cha nghe, linh mục. Tại vì không phải là cái chức cao, chức lớn, mà là quan trọng, mà là cái mục đích của mỗi một cái kiếp làm được cái chuyện gì cho nhân loại. Giống như mình đóng phim đâu phải là lúc nào mình cũng đóng phim lái máy bay không đâu. Cũng có lúc đóng phim mình lái xe đạp đúng không? Mà lái đó thì một cái kiếp. Thì mấy vị nói là thời đó đi truyền đạo, đạo Tin Lành, đi về hướng bên đây, truyền cho những người mọi da đỏ. Thì lúc đó mọi da đỏ đã trên núi Thiên Long Sơn á. Người từ đó mới giao duyên, thì hôm nay đất tìm chủ, thì giờ mình làm chủ Thiên Long Sơn vậy đó. Thì nó có cả mấy trăm kiếp luôn, không phải là một kiếp. Còn mấy cái kiếp thời xưa, đồ kể ngựa bắn cung đồ là khác.
Nhiều kiếp lắm. Kiếp Việt Nam nhiều lắm, dám nói. Nói người ta không có tin. Bởi vì mình thường mình nói á, tượng ngoài Bắc á, nó thấy tượng mình á, thì nó lại. Còn thấy cái mặt mình trên livestream á, thì nó chửi. Thiệt mấy vị nói. Tối ngày đó ngoài đó, ngày nào á, mấy ông lãnh đạo á, mấy ông lãnh đạo cứ đi lợi cái tượng con, khấn xin đủ thứ. Mà hơi gặp mặt con trên màn hình là chửi. Không biết sao linh thiệt á. Thời nay nó ngộ. Ở này là mấy vị nói nha, mình đâu có biết, mấy ông mãi đi kiếm tượng mình, mấy ông lại. Rồi cái là thấy mình là livestream mà nó đụng nó bắt hồn á là mấy ông chửi. Nó có mấy chuyện đó nữa. À, bữa nay sao bác ngồi dưới đây, ngồi trên này hỏi đi bác cho vui. À, cho ông lên đây ngồi đi. Ai ngồi hàng đầu phải hỏi nha cho. Rồi lên đây ngồi. Đừng có tắt cái cây đó. Lên đây ngồi đi. Không phải bắt mấy ông lãnh đạo. Hãy thấy tượng thì lại. Mà thấy mặt thì chửi. À, lên đây ngồi, lên đây ngồi. Nghe anh nói ông Châu Lan nào đó. Trong giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đó. Tôi được biết có ông Nguyễn Thanh Dầu đó là giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ở Mỹ này thôi. Còn ông Châu Lan có phải ở Việt Nam không? Ở Việt Nam. Nhưng mà bác giàu ha. Lúc đầu ông không có tin mình là Minh Dương nữa. Cái bữa kia đi xuống nhận ngân đại tử là ông Thiên Ánh á. Mà là lúc đó Đức Thầy kêu nhận ông. Thì lúc đó ông thấy trên đầu bốn con rồng, ông thấy rõ mắt ổng. Ổng mới hơi tin tin. Chứ mấy người ta tu tập người ta đâu phải dễ tin gì đoan đâu. Mấy cái này là gọi là dị đoan. Mình là dị đoan. Mình đang ngồi đây đúng không? Thì nhưng mà cái gì cũng phải có cái sự cảm nhận của mỗi người, người ta mới tin. Thì bắt giờ thấy bốn rồng trên đầu mấy ông quản hồn. Bữa đó ổng thừa nhận ổng có. Thì mỗi lần con đi đâu, con về miền Nam coi đi, thì mấy vị đông lắm. Mấy vị hiện lên luôn á. Bữa hổm đi mà ngoài trời chỗ cái công viên á, là mấy ổng đầu đuôi đồ nguyên hình luôn. Rộng thiệt mà. Còn câu hỏi này là như từ tầng trời thứ nhất cho tới tầng trời thứ sáu là cõi dục giới. Tôi biết là từ tầng trời thứ sáu cho tới thứ mười mấy đó là vô sắc giới. Vậy trong cái cõi vô sắc giới đó thì cõi tầng trời thứ bảy là sơ thiền, thứ tám là nhất thiền, nhị thiền, tam thiền. Thì cái sự khác biệt của sơ thiền cho đến tam tứ thiền nó như thế nào? Sơ thiền là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tứ thiền là vô sắc giới. Nghĩa là mình lên càng cao á, cái đời sống càng lâu. Và lên tới tứ thiền á, là của Đức Phật Thích Ca hồi xưa mà theo cái ông gì đầu tiên á, là vô phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì là trên đó đó, con người của mình không còn là thân người nữa. À, tức là không có thấy thân người như mình nữa. Chỉ cõi tiên thì còn có chân thần, phải không? Là đại khái vậy đó. Tự nhiên mình đang nói chuyện Việt Nam, cái tự nhiên nói chuyện trên trời tiền tiền. Sao hồi sáng nãy giờ nói vụ này ông hỏi. Lạc quẻ hết chứ. Đây còn câu hỏi nữa trên trời nha. Còn trả lời luôn. Ở cõi này nếu mà bác muốn đạt tứ thiền thì bác là tỷ phú. Mà bác không có đụng tới gái hay là không có sắm đồ sang. Tại sang đẹp cũng là màu sắc. Mà một người gái đẹp như Ngọc Trinh, tướng ngon lành, mà đứng trước mặt không có mảnh vải, mà bác không có rung động, là bác đã đạt được tứ thiền rồi. Thì khi mình đạt được cái cõi thiền ở thế gian như vậy á, là tự động mình về cõi đó. Cái tất cả cõi thiền đều nằm sống chung với chúng ta hàng ngày nè. Mình đang tập dượt như vậy. Mà khi mà mình đã đạt được ở đây rồi, cũng giống như có câu chuyện mà hai ông thầy á, một ông ẵm ngựa gái mà qua sông cứu, rồi cái ông kia thì cứ bắt lỗi. Mà cái ông ẵm ông đâu có biết gì đâu, mà ông bắt lỗi là ông bị dính không.
ông cứ đi bắt ông kia tại sao ẵm người con gái. Tôi cứu người, tôi đâu có biết là tôi ẵm nó là nó có mặc độ không mà chuyện của nó. Thì bác tập vậy đi. Chứ còn như kiểu Hoàng Kiều bây giờ thấy gái là 70 với 27, 77, 27 là đâu có lên tới tứ thiền được. Ổng thuộc về là trừ tứ thiền. Trừ á, đi xuống. Thì mình đạt được những cái cõi thiền hay không là ở ngay đời này luôn. Mình không có dính với tiền, mình không có dính với sắc đẹp, mình không có dính với sân si, ái ố, hỉ nộ, là mình là đã về trời rồi. Cái người căn bản chỉ giữ ngũ giới thôi là về trời rồi. Còn tu tập thì đi cao hơn, cái đó là của mấy thầy. Cho nên chúng ta đó, Bồ Tát đó, thì sống bằng cái ý thức, cái ý. Còn chư Phật sống bằng cái tánh thức. Còn những vị thánh rồi đó thì là họ sống bằng cái đại lượng, cái tâm vô ý thức. Chúng ta đó gọi là mình gọi là Phật thì sống bằng tánh giác nghe, mình dùng danh từ cho đúng để mấy ông thầy bắt lỗi, tại vì con không phải là thầy không được quyền nói mấy vụ này. Bồ Tát á thì sống bằng ý giác, còn mấy thánh rồi thì sống bằng cái gọi là vô ý thí, là tri giác đó. Còn chúng ta sống bằng cảm giác. Mình cảm giác, cảm tính, thích thì là bạn, không thích thì là đục, thì là cảm giác. Đúng không? Không thì bác nói chuyện về tu rồi con nói cũng vô đây một chút. Chứ mấy thầy giảng cái này hay hơn nhiều. Mà lại con cũng không có soạn mấy vụ này nữa. Thì con chỉ biết vậy. Còn khi con người của mình á, mình có hiếu cha mẹ thì mình sẽ đầu thai trở lại làm người, là củ quyền, là con mình mà trung quân ái quốc, mình sẽ đầu thai thành thần. Đó là mấy cái căn bản là như vậy. Còn mình sống cho tha nhân, mình sẽ đầu thai thành Bồ Tát. Nó có những cái label mà căn bản đời sống của mình. Cũng giống như mấy người ích kỷ thì sẽ đầu thai ngạ quỷ. Mình có giải thích hồi nãy lúc đầu rồi đó. Rồi mình sống sân si thì mình đầu thai thành Atula. Cứ là cái cách sống hàng ngày của mình là nó đã quyết định mình đã đi về đâu rồi. Cho nên mỗi một ngày mình biết ai trong gia đình mình từ cõi nào tới là mình nhìn cái tánh họ mình biết. Có nhiều thằng á, nó thích hung dữ, rồi nó thích làm cái chuyện quái đản, là nó là từ con thú đầu thai. Cho nên ông bà mình chửi là đúng lắm, đồ thú vật. Đúng không? Đồ quỷ. Thì cái đánh nó giống quỷ, đuổi đầu thai nó hung hăng, nó giống quỷ. Đồ yêu, đúng không? Nó thành yêu đầu thai. Rồi có nhiều thằng nó dữ quá, nó trời đánh mày. Nghĩa là thằng đó là cốt ma, thì bị gũa là trời đánh. Thì ông bà mình dùng mấy câu chửi cũng là dạy luôn, là đúng luôn á. Đồ yêu, đồ quỷ, đồ ma, đồ súc sanh. Thí dụ mình thấy ai mình nói là đồ súc sanh đó, mình chửi là nó là súc sanh thiệt á, đầu thai. Sao cầm microphone hỏi gần vô miệng. Dạ thưa sư phụ, sẵn sư phụ đang nói chuyện trời nên con từ bên cũng Boston Massachusetts qua đây, con cũng muốn biết sư phụ cho con biết xem là không biết con có được về trời giống như mọi người không ạ? Từ đây tới ngày chết còn lâu mà. Có một vị A-la-hán khi đã ở trên trời rồi mà khi ông ngã mạng cái ông bị đọa địa ngục liền á. Một câu nói mình có thể mình bị đọa địa ngục. Cho nên từ cái đoạn đường từ đây tới đó là giống như mình mới có cặp sách vô trường đại học thôi, là mình chưa có thi, chưa có đọc cuốn sách nào trong trường, thì làm sao mình biết mình thi đậu. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình có siêng á, mình có siêng đọc không, mình có nghe pháp hay không, rồi mình có sửa đổi hay không nữa, thì tự động mình biết. Thế còn bây giờ mà nói gì cô đi về trời, đó là bảo đảm nói láo. Mấy ông thầy khoái nói láo lắm, giảng sanh đồ cầu siêu như là Phật không bao giờ có. Nó không chỉ là nói cái gì mà mình không có chứng thực được,
Ơn kiệt là không có ăn ai xu nào mà cũng không muốn bị khẩu nghiệp, và một kiếp này sẽ thành Phật, cho nên không có muốn dính líu với mấy cái chuyện mà nợ thế gian hay là khẩu nghiệp. Cái gì được nói thì cứ nói lời thật việc thật. Cho nên kiệt này đã có thời nguyện ngày xưa, thế gian này cách lâu rồi nghe, 90.000 năm trước, thế gian này còn sự bất công, kiệt sẽ không thành Phật. Câu đó nặng hơn của ngài Địa Tạng không? Thế gian này làm gì mà không bất công mà kiệt dám thề? Còn ngài Địa Tạng ông nói khi nào địa ngục không có người thì ngài mới thành Phật. Cái đó thì bây giờ cha đóng cửa địa ngục, ông thành Phật rồi, ông bỏ mình đây sao? Không có, kiếp này mình cũng thành Phật luôn. Là vì khi Phật Di Lạc xuất hiện, cái đạo thiên tâm sẽ loan rộng toàn thế giới, thì đâu còn cộng sản nữa đâu mà còn sự bất công. Chỉ có cộng sản với các Mác với cái thế giới tự do mới là đối chối nhau, thì nó làm ra một đống người đi sai. Thì lúc đó cũng không còn mấy ông thầy quốc danh thầy giả nữa. Cái gì thật là thật, giả là giả, thì làm gì có sự bất công. Nên kiệt sẽ thành Phật á, một đời này đủ rồi. Bữa giờ xuống đây mấy trăm nghìn năm, trái đất cũng nhồi tới nhồi lui. Tại mấy vị nói kiệt xuống đây 3 ngày, 1 giây ở trển á, là bận đây cả 100 năm á, trên thiên đình á. Ừ. Đi từ thành tinh Bắc Culo Châu và những thành tinh khác, từ bữa nay qua cái trái đất này là xong. Đi về, cha mẹ cũng nhớ rồi, không có muốn ở dưới này nữa. Kiệt thăm hỏi, nói chuyện, mới ngày hôm qua kiệt nói chuyện với mấy vị. Kiệt cũng như mọi người thôi, cũng có tình cảm, cũng nhớ nhà, rồi cũng thăm vị này, thăm vị kia, thăm đủ hết. Nên mình phải gán học đạo thì mình mới biết mình về không về. Dạ thưa sư phụ, Tiên Tuyết Ngân có hỏi là Đức Thầy từng nói đi sao về vậy, có nghĩa là về cái xác mới hay là xác cũ, và đúng cái ngày 25 tháng 11 là Thầy đi, vậy có đúng ngày đó Thầy về phải không ạ? Đã nói khi mà hội đồng chư Phật với cha không có muốn nhân loại 10 chết 7 còn 3 thì cơ vận nó bị lệch chút. Còn Đức Thầy về nguyên xác nguyên hình này không biết, nhưng mà ngài phải về. Về kiểu nào sư phụ cũng biết mà cũng không dám nói. Đó là sư phụ biết như vậy. Còn sư phụ chỉ biết 1000%. Cả thể chế của Atula, tức là thiên ma đó, sẽ chìm như tàu than này cùng một lúc. Cho nên bây giờ mình thấy ở Mỹ này tự nhiên cái Biden cái laptop rộ lên, phải không? Rung rồi, phải không? Rồi tự nhiên cái bữa nay bên đảng Cộng Hòa, ý đảng Dân Chủ nó được 51 phiếu, bên kia 49, có ông bà tự nhiên đổi đảng, giờ nó xuống còn 50. À, 50, nhưng mà lỡ mà khi mà hạch tội ông Biden thì tự nhiên ông Trump á, ông sẽ, nếu mà hạch tội nha, ông sẽ thắng lại thì ông làm tổng thống, thì là cái bà phó tổng thống là đảng Cộng Hòa, đúng không? Người phó tổng thống là đảng Cộng Hòa, thì có phải lúc đó đảng Cộng Hòa nắm thắng thế lợi không? Mà trong khi mỗi một ngày mà mấy người đảng Dân Chủ á, họ già rồi, sẽ có 10 người rời khỏi đảng Dân Chủ. Ở trên nói cho họ biết vậy á, ở kiệt biết vậy. Thì trong tương lai làm sao? À, hồi giờ Hạ Viện là bạn mình là Kevin nữa không? Nắm rồi không? Rồi đảng Cộng Hòa bây giờ chỉ thua Hạ Thượng Viện thôi. Cho nên khi mà cái trái đất này mà thanh lọc á, nó đều hết. Có ai gan mà cách đây 3-4 tuần, coi lại clip cũ đi, 181 hay 182 đó. Ngày đầu tiên mình nói là Hằng Nga sẽ ê đầu ê chán điên Putin á, sẽ đầu hàng và sẽ xin cầu hòa. Hôm nay tình hình thế giới quý vị nghe thử đi, nó là người bắt đầu cầu hòa rồi đó, sắp sửa. Mà những cái mấy tuần trước có ai biết được chuyện này đâu. Cũng chị cũng nói chúng, phải vỗ tay một cái.
Chính trị dân dạ. Đó là sự thật. Không, đó là kìa chứ là dịch lại lời của mấy vị thôi. Mà nói kiểu nào không cần biết. À, Nga thua tức là thua. Mà mình đừng có nói làm chi. 10 tháng trước là khi mà nó đem quân 100.000 quân làm nó xong rồi, nó nghe nghe Putin đời mày tàn rồi đó. Mà thời đó ai cũng cứ nghĩ là trong 24 tiếng đồng hồ nó sẽ thắng Ukraine. Ý trời không phải thể dễ như vậy. Ba cái nhang nó bằng ba của Kiệt thắng ở trên núi á, là nó cứ giống như là ba cái bom nguyên tử khổng lồ vậy á. Lúc đó là mấy lúc đó Kiệt thấy mấy ông mà có cánh bay bay á, rồi mấy ông đứng đầy núi Thiên Long Sơn nha. Mà vừa xong á, cha phán một cái là mấy ông vừa dự tiệc ở núi Thiên Long Sơn mình, là mấy ông bay về bên Ukraine liền. Người ta chụp hình trên mây á, là ông phun tuyết xuống phải không, là 40 cây số xe tăng á, là đông lạnh liền. Cái đó là mấy vị làm á, chứ đâu phải là khi không mà Ukraine thay đổi được thế cờ đâu. Đó là một chuyện. Còn cái chuyện mà sắp sửa xảy ra đó, là có ai ngờ 24 tỉnh của Trung Cộng mà dân dám nổi loạn đâu. Xưa giờ á, mấy vị nói á, những cái quốc gia nào mà đã thuộc về thể chế cộng sản sẽ mãi mãi không bao giờ ai lật đổ nó được. Thì nó quá ác, đụng là tối nó gõ cửa nó cắt cổ. Hễ mà nói những lời thật lòng á là phản động không à, thì ai mà dám. Nhưng mà cái đó là do con người tính. Tại vì tam vô mà, họ không có tin có thần thánh. Mục đích cha cho Kiệt ra, các chi vị cho Kiệt xuất hiện là để mong tất cả nhân loại biết ở trên có cha mình thiệt. Kiệt mới nói chuyện với cha qua, còn qua đông. Cha hoài nghi lắm á. Mới qua mẹ nữa. Mấy gì là thiệt, cho nên mới cho Kiệt ngồi đây á. Còn cái người mà hiểu được bao nhiêu thì là do cái trình độ của mỗi người, do cái phước của mỗi người. Lên thiên đàng hay xuống địa ngục là do chính chúng ta quyết định từ cái mỗi giây khắc. Những người mà con của quỷ á, lúc đầu á, nó nghe clip của Kiệt á, nó chịu không có nổi. Tại xưa mà nói tiếng Việt đâu có rành. Thời gian đầu á, mấy năm trước á, trong mùa Covid á, nó cà gặn cũng không có soạn bài, không có chữ gì hả. À, mà thời đó, đó mà ai á, mà con của Phật á, cái tâm nhẫn nại đó, họ có bị stress hay là cái tâm không có trụ, lăng xăng chuyện tắm cám hành tiêu tỏi á, mà nghe Kiệt á, họ cũng bình an nữa. Tại cái âm thanh của Kiệt là có điển vô đầu, là họ sẽ hiền lại, sẽ calm lại. Là hôm đó, đó có thể là cầm dao gượt chồng gượt con, nhưng mà nghe được cái clip của Kiệt họ cũng hiền lại, cũng không bao rượt nữa. Nó có thiệt. Tại mấy vị nói cho cái giọng nói á, cái mẹ cho cái âm thanh truyền ra, để mà cái điển để mà loan khắp thế giới là vậy đó. Rồi sau đó những ngày kế tiếp, qua những cái giai đoạn dài cho tới ngày hôm nay, cái sự gặt hái á, giống như mình làm gì mình cũng phải có cái công thức đo lường đúng không? Thì mấy vị khen, cha khen, mẹ khen Kiệt, khen mấy đứa con luôn á. Giống như Thái đi khởi ý với anh học á, gắn cái tượng của ông Thiên Nhĩ Thông á. Tại vì bữa mà bị trời mưa gió mạnh quá, trước cửa điện của Ngọc Hoàng á, cái ổng ngã xuống, ổng bị gãy. Cái ngãi nó lên nó nề nề xuống nó dán lại. Bữa nay ngày qua ngài cảm ơn. Mình nói chuyện thẳng luôn. Mà cái đêm đó đó mà gió nó thổi ngã xuống á, là ngài nói ngài có báo mộng để mà họ tấu trình lại cho thái tử rồi, chắc họ quên. Thì cái ông bố á, ổng ngày hôm đó trời mưa gió, ổng đâu có tính là ổng đi lên trên núi, tự nhiên ổng cũng đi lên chảnh, thì ổng mới thấy được. Rồi nên ngày hôm qua kia chứ, thì ổng cảm ơn.
Cho nên mình đừng có nhìn núi Thiên Long Sơn tượng là tượng nha, người không á, người thiệt không á. Ông Thiên Nhĩ Thông là ông nghe hết chuyện của thế gian này. Ai mà nói to, nói nhỏ, nói lén, nói trong phòng the, nói cầu tắm, ông cũng nghe hết. Nói xấu cha là ông nghe hết. Huống hồ chi Bác Châu Lan, ông không biết thì vừa cọc mà nghe không. Ông phan tới Đức Thầy cũng rầu với ông luôn. Tại vì Đức Thầy bữa thường thường á, là mình phải xin khánh sư phụ thì phụ mới về dạy mình. Còn bữa tự nhiên Đức Thầy xẹt tới nói chuyện, là biết là Đức Thầy cũng bị sốc với ổng á. Đừng có tưởng mấy vị là không có gì là hiện hữu. Cho nên Đức Thầy la liền: con không chưa giải thích cho họ hiểu, con là ai? Thì nãy em đọc mấy cái bài Minh Dương khóc,